Ok, tối nay gia đình mình đi ăn tiếp tục ở quán Family Family Restaurant Food. Hôm nay giới thiệu với mọi người món vịt vịt nướng lá mắt mật hả chú? Vâng. Món này nổi tiếng ở miền Bắc. Đấy, bán ở Sài Gòn rất là nhiều này. Đúng, nhưng mà vịt này bắt nguồn ở đây là ngon nhất hay ở đâu anh? À, chú? Đây mình bán con hay bán ký anh? Bán con đĩa anh ạ. À, đĩa hả? Wow. Rất là lớn. Món vịt này chắc vậy đó, 2,5 kg 3 kg ha. Cân 7, cân 8. Cân 7, cân 8. Còn cái lá mắt mật là lá gì vậy? Lá móc mật anh. Móc, móc mật hả? À, lá thuốc, bài thuốc hả? À, cái này mật ong không? Vâng. Không ngồi trước cho đưa xuống ha. Hôm nay mình có mặt Ninh Bình mình. Quay giới thiệu đồ ăn ấy, món con vịt của mẹ. Booking office limousine với xe là ở đây rồi. Đây cái nhà hàng có đầy đủ giác dịch vụ. Bia. Kêu đi, mọi kêu đi. Dạ. Để mấy bác kêu rồi cháu ăn được rồi. Kêu thằng đấy từ nãy chưa ai order. Chưa thì được. Từ hai người ta đã làm nghề nhiếp ảnh ở đây dễ quá. Kiếm tiền ghê luôn á. Nhưng mà phải có khách nha, không có khách thì kiếm ai giờ. Mấy bác cao rồi xem. Y chang nhau luôn á. Thì chỉ có mấy tấm đẹp đẹp là chỗ cái cốc á. Trước cái đây. Cái này mình có chuyện mình có quyền mình chọn. Nếu là cứ tính ra 20 ngàn mình cứ chọn được. Thì mấy tấm nào mình lấy. Nó không ép mình lấy mà. Nó nhảy quá trình thì mấy tấm giống nhau. Còn cho hết giống nhau. Thì giống nhau giờ mình chia ra. Không, bác nào nó cũng một tí. Tính ra nó follow theo hai bác, cái tiền của bác cũng từ lúc đầu luôn. Từ lúc đầu tại thấy mình dãy dãy rồi nó cứ vậy nó chụp hoài. Đây là tấm này tấm tôi thích. Mới đầu giống hỏi. Đây là tấm này thích. Những cái cảnh ấy mình cứ đi qua rồi mình không lúc mình nhìn á. Vâng thôi, vâng tiếp thôi. Tỏi thiên lý cái mua cầu rồi
với lại cái đậu hũ sốt cà chua. Đậu hũ sốt cà chua. Với lại cái ốc này là ốc gì vậy con? Ốc núi đó. Ốc núi nhỏ. Ốc núi sở. Sở sở. Dạ. Vậy đó. Ăn ốc núi hấp lá chanh ngon hơn gọi. Ừ. À, ăn hấp lá chanh. Đây hấp lá chanh. Vậy đó, vậy bây giờ cô vậy đó, bốn phần có cái gì nữa không? Rồi. Rồi thêm à? Thêm gì? À, nước này, ai uống cái này? Dưa hấu. Xin tới dưa hấu, hai cái này. Không, à, thì dứa đi. Một nước dứa ngon hơn. Dứa tiếp. Mấy dứa? Hai dứa. Hai dứa, hai dứa hấu. Hai dứa hấu thật là uống cái gì? Đây có bia gì em? Đây này, bia, ấy đi, can. Đâu, có ít can không? Có tay cơ. Tay cơ. Tay cơ với phía Sài Gòn. Một tay cơ, một Sài Gòn. Đó là không? Tay cơ thôi hay là... Rồi, còn cái gì nữa? Nãy giờ mấy món. Thôi thì thôi, cái này là ok rồi. Cứ làm hết thì lại mang lên thôi. Cô bình trà nhé. Khai trà thôi, khai trà như chưa. Nay cháu làm cho hai bác một tour du lịch luôn. Về Mỹ coi lại. Thay vì thì mới người quay thì có người quay rồi. Tôi này tôi biết. Bữa mà đi Thái mà cháu đi kịp rồi tôi mới quay lại. Tiếc quá. Thái vui lắm. Hai đứa cháu muốn đi Thái lắm tôi không kịp. Chưa bao giờ đi. Mai mốt phải đi cái gì đó biển Thái không? Đi Phuket, Phi Phi, Pattaya. À. Đẹp lắm mà. Pattaya là cứ vừa đi rồi nè. Thì nếu mà mình đi Bangkok thì ra mất ra mấy tiếng thì mình chơi. Mình đi một tuần Bangkok mấy ngày xong đi ra qua đó mình chơi ok là vừa. Còn nếu mà đi Phuket thì đi cả tuần. Nó mới vui tại mình nghỉ ngơi. Cứ mày cứ đi ra về đi ra về đi mấy bay không về. Mày giống như hôm nay đi đây mình kêu là làm gì mà đi lâu. Nếu mà ở Phuket mà 3 ngày được rồi. Đúng rồi, 3-4 ngày. 3-4 ngày được 5 ngày cũng lâu. 5 ngày cũng lâu đấy. À 3 ngày được rồi. Tour Việt Nam nó có tour 5 ngày 4 đêm á, nó có 7 triệu mấy. Tour nó cho mình, anh chỉ chọn đảo thôi. Vậy mấy bác chưa đi mấy tour ở gì, vô gọi sexy show BD rồi cái kia. Ta không thích mấy cái đấy. Ông mê phải không? À. Chả có gì đặc biệt. Ghê đúng không? Coi cho biết thôi. Ghê đúng không? Không sợ ghê nhưng mà sợ nhưng mà không vệ chút. Không đúng gu, không đúng giả thích. 700 ngàn, 700 bát. Đồ, đi bác đô, thích đi thiên đô. Nhiên giống như vậy nè. Bởi vậy bác đẹp hơn. Bác đi 3-4 tiếng để đi coi có một cái waterfall của ta xong trở về thôi. Mình đi cái chuyến mình cái thằng cọ. Tự nhiên đi coi người ta nhảy tinh rồi. Mất 80 đô. Nghe đấy, ta đâm thích cái chuyện. Ngồi không chảy mồ hôi này. Mình nghe nhiều người đi về rồi chửi quá trời xong cái bởi vậy mình đi chỉ đi về ai đi về cũng chửi giống khi tí nó cả cho hỏi là đi cái đấy cho nó phí tiền gần trăm.